Nè, biểu diễn nó đạp nè. Đó. Trời ơi. Các bạn thấy ghê chưa? Trời là một pha highlight luôn nè. Trượt dài. Cho bây giờ anh đi ghê thiệt chứ các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Stoby Gaming ha. Và đây thì mình sẽ mod bà già Gandhi một cái mặt rất là ghê. Đó, các bạn thấy cái miệng của bà là găng cỏ đó là lĩa trẻ không? Đó, hai con mắt như là nó bị lé đó, như là hai không có hai con mắt luôn á. Thì đó, một cầm một cái cây gậy gọi là sát những cái đứa trẻ, những cái người mà lạc vào cái căn nhà của bà trong cái game Gandhi ha các bạn ha. Vâng. Thì hôm nay mình sẽ cho bà già Gandhi chơi xe đạp BMX. Hôm nay mình sẽ giống như là cho highlight BMX mà là bà già Gandhi thể hiện nha các bạn ha. Vâng, đây là một chiếc xe đạp BMX rất là quen thuộc của tất cả anh em muốn chơi cái bộ môn Stunt này rồi. Hôm nay thì mình sẽ cho bà già Gandhi chơi một cái bộ môn gọi là cảm giác mạnh. Ủa các bạn không? Trời ơi nè, cái này là lộn là mấy chục vòng luôn mà có xuống tới nơi được đó. Trời ơi, đã quá bà già Gandhi ơi. Đó, thấy chưa? Quá đã luôn. Trời ơi, nó xoay mấy chục vòng luôn. Bà già Gandhi lần này là nổi tiếng trong gần năm rồi. Nổi tiếng là vì gì? Nổi tiếng là vì bả chơi xe đạp BMX rất là giỏi luôn. Mẹ không? Chạy còn nhanh hơn xe hơi luôn. Quái bà già Gandhi thiệt chứ. Bà không thể hiện thì thôi, mà một khi bà thể hiện thì không có ai mà thể hiện lại bà hết. Đó, thằng nào bố láo là hả, bà bóc cái gậy và đập liền. Đâu có giữ mặt với bà già Gandhi được. Đó, đây là cái gậy quyền thoại của bà già Gandhi nha. Nè, cho vô cái đầu một cái mà là chết luôn. Chạy đi đâu hả mày? Chạy. Rồi chết luôn rồi. Tưởng không chết. Rồi xe đạp còn không? À còn đây. Mình bảo đảm với các bạn luôn à, khi bà già Gandhi để xe trong đây là không có thằng nào mà dám gọi là cướp xe của bà hết. Ok các bạn. Nè, biểu diễn nó đạp nè. Đó. Trời ơi. Các bạn thấy ghê chưa? Trời là một pha highlight luôn nè. Trượt dài. Cho bà già Gandhi ghê thiệt chứ các bạn. Trượt bằng đầu luôn mới ghê chứ. Trời ơi. Quay luôn nè. Trời ơi, nhịp hớp luôn nè. Các bạn thấy không? Ôi, what the fuck. Trời, lần đầu tiên mình mới làm được cái kiểu này luôn á. Bà già Gandhi chạy đạp biên mấy nhịp hớp luôn nè. Trời ơi, quá đã các bạn ơi. Làm pha đó coi. Ơi, chống cái đầu xuống nè. Chống cái đầu xuống. Ờ, không được rồi, cái này nó bị dính với cửa sổ rồi các bạn ơi. Nè, vô. Vô làm cái đó nè. Ồ, trời ơi. Ê chưa. Quay luôn nè. Trời ơi, các bạn thấy chưa. Mình đã nói hôm nay bà già Gandhi chơi xe đạp BMX là phải chơi xe đạp BMX phải đúng nghĩa. Đó đúng style. Thấy không? Nhảy luôn nè. Mình thấy cái này giống như là nhảy pop hơn là hả chơi xe đạp stunt á. Mình thử mình cắm cái đít đằng sau xuống là được không ha. Cho bả gớt xuống kiểu này nè. Đó. Rồi, không được rồi. Để mình cho bà chơi lại. Nè, phải gớt xuống kiểu này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, không được rồi. Hình như là nó chỉ gớt xuống bằng đầu được thôi các bạn. Thôi các bạn, mình sẽ cho các bạn coi kỹ lại cái mặt của bà già Gandhi. Ở gì vậy? Chưa mà.
này là khuôn mặt rất là ghê của bà. Các bạn thấy không? Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ cho bà bớt kinh dị thôi bằng cách là cho bà chơi xe đạp. Đó, các bạn thấy mình hợp lý không? Hợp lý thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của Super Gaming ha. Trời ơi, xoay đủ 299 kiểu luôn, các kiểu con đà điểu luôn các bạn không? Ờ, chỉ có bà già Ganley mới làm được thôi nha các bạn nha. Nè, mình sẽ cho bà đáp xuống bằng cái kiểu này nè. Đó, này bà chưa bằng đầu. Đó. Kiểu này là kiểu bà phải chưa bằng đầu. Trời ơi. Các bạn coi bà. Chiếc xe đạp mê mít thật là bá đạo. Cái này là mình làm một pha highlight được luôn nè. Trời ơi, không cần chạy luôn, chỉ cần quay hả, vòng 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 vậy thôi. Thật là bá đạo. Bà già Ganh đi giết người cũng bá đạo mà bà già Ganh đi chơi xe đạp pin biết cũng bá đạo quá đi. Lên để cho bà đáp đáp kiểu này đi à, đáp bằng lưng đi. Rồi đáp bằng lưng được luôn kìa các bạn, ghê không? Ê đó, mình cho bà đáp bằng lưng luôn. Bây giờ Ganh đi với bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với tao. Bà đây luôn nè. Quá dữ các bạn ơi. Lên lên lên. Không được rồi à, mình cho bà đáp bằng lưng nè. Xuống. Đó. À cái kiểu này là kiểu mà trượt ngang các bạn. Trượt ngang mà bạn bro hay làm đó. Bà biết rồi, Stun Baby trong người ta đâm mà mấy bạn nó hay làm trên highlight YouTube á. Các bạn ở nước ngoài á. Đó. Đó thì hôm nay mình sẽ cho bà già Ganh đi tái hiện lại những cái highlight đó. Quá dữ đi bà già Ganh đi ơi. Rồi các bạn thấy cái đôi tay của bà cầm chiếc xe đạp không? Nó nhũng hết trơn luôn rồi. Mặc cái bộ trắng như là ma vậy đó. Bởi vậy người ta hay gọi là bà ngoại ma Ganh đi. Để mình cho đáp xuống bằng bằng gì đi? Ừ, bằng cái đầu xe trước. Đó. Trời ơi. Cái này quay đầu luôn nè các bạn. Quay đầu luôn. Santo luôn. quay đầu luôn. Dữ này chứ. Đó, mình mới chế được một cái bộ môn hip hop bằng xe đạp BMX các bạn thấy không? Lên. Cái này mình cho đáp bằng cái gì đây? Ê! What the fuck? Mình quên rồi, bấm cái sức mạnh. Cái sức mạnh Starman rồi. Cái này là sức mạnh của thằng đô đốc gì mà. Vãi chứ. Này bắt cho mình cho 35 nghiêng luôn nè. Đó, nằm nghiêng. Đó. Nằm nghiêng, nằm dọc các kiểu con đà điểu luôn. Bay, bay nóc nhà luôn nè. Lên. Mình cho bà chữa nóc nhà luôn. Cũng được rồi. Giờ bà nóc nhà đã quá ngắn các bạn ơi. Đó. Cho bà đáp bằng kiểu gì đây? Kiểu này đi. Đó. Đã chưa các bạn? Vừa là bằng đầu mà vừa bằng bánh trước luôn. Bây giờ là bằng bánh sau nè. Trời ơi, các bạn thấy hay, các bạn hãy nhớ cho mình một like nha. Chỗ này đá bằng bánh sau nè. Đó. Cái này gọi là hai like thần sầu nhất trong người ta lâm luôn á. Đụng mày chết luôn. Đó, còn đầu nè, cái này còn đầu chính hiệu luôn nè. Đó. Kê đầu. Cái thế này gọi là thế kê đầu. Đó, cho bạn nghiêng nghiêng chút xíu. À, nghiêng chút xíu ha. Đó. Lên luôn nè. Lên luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Cái này gọi là Santo ngược. Để mình quay lại vô thành phố mình chơi mới đã thôi các bạn ha. Đó, hôm nay bà già Ganh đi đâu có kinh dị đâu các bạn thấy không? Mình đổi style của bà từ kinh dị qua hả một cái cao thủ chơi xe đạp BMX luôn. Ê, sao rớt vô đây luôn rồi? Rớt vô đây thì chạy ra lại thôi. Oh shit, fuck man. Gì?
kêu shit gì. Tuy là không có kinh dị nhưng mà tao vẫn có thể giết được tụi bay nha, đừng có giỡn nha. Họ cảnh sát tới các bạn ơi, đua thôi. Bullet tới rồi, cớp tới rồi. Chạy thôi, chạy thôi. Mà làm sao nó bắt được mình? Đó, mình là một cái tay cao thủ BMX gọi là có tiếng với người ta năm mà. Xoay là 799 kiểu con đại điểu. Kiểu gì cũng có các bạn. Cho mấy thằng này nó dí mình là lên bờ xuống cuộn luôn. Hey, go people. Nè. Cái kiểu đáp bằng xuống bằng cái gọi là cái đít á. Hơi khó các bạn ha. Đó này gọi là bằng cái đít nè. Đó cái đít. Đít hay là cái lưng ta. Ơ chết mẹ, rớt xuống là dính á. Sao? Sao? Truy nã. Truy nã tao hả mày? Đâu có dễ truy nã bà già Granny đâu con. Leo núi luôn nè. Đó, chơi xe đạp BMX leo núi luôn nè. Quá dữ luôn. Không bao giờ té đâu coi. Các bạn nãy giờ các bạn thấy bà già Granny mà chơi xe đạp BMX có khi nào bà té chưa? Đó đó là nhờ sự tài năng của mình. Yeah. Mình cho bà đáp xuống bằng kiểu gì đây? Bằng ngang, bằng ngược đi. Ở cái này là... Nó không có gạt chân được người ta ha. À mình có thể đổi kiểu. Đổi kiểu vừa khác nhau cho bà. Quá đã. Nè, trượt trượt lên cái ngay cái kệ luôn. Đó mình phải canh ngay mấy cái kệ để mình trượt mới đã nè các bạn. Tụng hết tụi bay luôn con. Mình trượt lên tường hết coi nha. Ê, sao văng ra rồi? Fail rồi. Cái quả đó fail rồi các bạn ơi. Lên. Lên luôn. Trời ơi, cắm đầu mẹ luôn rồi. Trời ơi. Lên thế nè. Lên. Ê, đang nằm vậy là nó nhảy lên không được. Ủa hả? Chị mẹ bấm lộn rồi. Bấm lộn rồi mình thẳng mình giết nó luôn. Đó. Cái script này khi mà ai đụng vô mình đó là nó sẽ bị đổ tung lên cả người và xe. Người thì nó sẽ bị chết. Mày hả con? Mày hả? Mày hả? Mày xe buýt hả? Tôi đụng mày luôn. Đó, đuối tốc độ nè. Lên. Đó, cho lên đây luôn, cho bả lên đây luôn. Vẫn còn đạp nữa hả? Kinh dị vậy? Mình cho bả lên tòa nhà lên lên được không hả? Quá cao. Lên. Đáp. Thôi, hồi nãy giờ chạy xe đạp bên bích chán rồi. Bây giờ để mình lấy xe máy ra mình chạy đến con biết chơi kiểu đó được không à? Chơi giống như mấy kiểu nãy giờ á. Đó, mình sẽ cho bả chạy bim đúp. Rồi không được các bạn ơi. Cái script này nó chỉ dành cho xe BMX thôi. Chứ còn xe máy là chơi không được. Vậy như là cái xe BMX này khi mà mình bấm nút dài, bấm nút nhảy á, bấm nút spec á thì nó mới nhúng lên được. Đó, nó mới có thể là tuôn lên được. Còn xe máy khi mà bấm nút dài là nó sẽ giống như là thắng. Đó. Mình thay đổi kiểu cho trượt các bạn. Hey buddy. Body. Nè, coi mình đáp xuống đâu nè. Đó,
chết mẹ, mất xe đạp hư xe đạp luôn rồi. Thật là tai hại quá đi. Để mình chạy ra. Đâu cái cây gậy mình đâu rồi? Chị dao đi. À, dao là mình mod qua cái cây kiếm phát sáng rồi. Mình chỉ phải chơi cây gậy. Đó, cây gậy nó mới đúng bài với bà già Gandhi. Trời ơi, đúng mình kìa. Mày chưa biết trời cao đất rộng rồi con. Vô đầu nè. Santo ngược với tao liền. Đã xe đạp ra các bạn ơi. Rồi đó. Bay lên không trung. Ức. Eo. Gớt xuống nè. Đó, gớt xuống vẫn còn trượt bình thường. Gớt. Eo. Em nè. Em nè, em nè. Ơi. Up và hấp. Đến. Làm pha highlight đó coi. Éo, trời ơi, chết luôn kia luôn. Chết mẹ bị cái xác nó bắt rồi. Giỡn nữa. Chạy thôi. Nhưng bây giờ mình đố nó chạy đua với mình được luôn đó. Nó cũng không chạy được lại mình nữa. Lên. Đó, mình đố nó chạy đua với mình luôn á. Mình chấp nó hả, dưới tới đích mình luôn á. Đó, tuy là mình dùng xe đạp thôi mà mình chạy rất là bá đạo. Mình cho nó chạy sắp mặt lời với mình luôn. Nó dí sắp mặt lời với mình luôn, nó dí không được nữa. Quẹo nè. À. Quèo quèo quèo. Ok. Và tranh thủ lúc cảnh sát nó còn chi nã thì cái video của mình tới đây là kết thúc ha. Và nếu như các bạn nào thích Gandhi chơi xe đạp Mimic lần này của mình thì các bạn hãy nhớ cho mình một like, một subscribe để giúp mình lên được 100k subscribe sớm nhất ha. Để mình lấy nút bạc về review cho các bạn xem. Ok. Và video của mình tới đây là hết. Và chúc các bạn xem video vẻ. Và nếu như các bạn có ý kiến cá nhân nào thì các bạn nhớ để bên dưới video của mình ha. Và còn chơi nữa. Chào tạm biệt tất cả các bạn.